Con xin kính đảnh lễ sư phụ pháp tính, con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để thỉnh pháp sư ạ. Nam mô ta Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô ta Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô ta Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Brahma Jaloka Thipati Sahampati Katan Jali An Thiwarang Ajachatha Santi Thasantam Parajang Kajatika Đề xê tu thầm măng Anu cầm bi măng ba chăng Sẵn thầm ma phê rinh Quỷ nhà dân cha ca dân Sùa tân cha bần thăng A phi thầm ma chăm măng A cô ta dân tô cha tu sân cha đần đăng bà bố tha này dê bà ri xa và mân chê ê quang xa hâm bà ti brahma Phagavantam Ajachatha Tuân hi phà quê nà tăng bù thô Cà ruôn nhê na thi quá xa gia Tân hà vua ta gia bà đê na Mi ga da yang ta to ga to Ban cha wang ya da yo nay ye Ang ba ye si tham ma to Ta to ba phu ti sam bu to Anu na tham ma de sa nang Ma ka wa sa ni de se si Sẵn ta năng ăn tha sinh tha căng Tê na sa tu a vô phân tê Đề xê tu thăm mà đề sa năng Sâm ba di tha pa ri sa gia A nu cam băm bi ca ta quê Nắc mô bút tha giá Nắc mô thăm mà giá Nắc mô sang kha giá Và Nguyên Như con xin kính thay mặt đạo tràng, thỉnh sư phụ pháp tính có thể đăng đàn để dạy cho chúng con bài học của ngày hôm nay. Và con xin kính thỉnh sư phụ ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Quý vị có và cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu đã rõ. Và con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Thanh Tâm cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Trước tiên thì chúng tôi xin tri ân Chư Tôn Đức Tăng với các vị Phật tử trong thời gian vừa qua quý vị đã ủng hộ cho chúng tôi tình tài có nghĩa là tiền để chúng tôi trị bệnh một con mắt và bị đường. Đến nay thì chúng tôi cũng đã ổn định được nhiều rồi, thành ra do đó tri ân quý vị rất là nhiều. Nhất là các vị đã kết nối những vị Phật tử giống như Nguyên Như
đã kết nối các vị Phật tử để cùng nhau gỡ về. Đúng là như từ một đống hoa mà nhiều càng hoa được làm, cũng vậy thân sinh tử nhiều thiện sự cần phải làm. Cũng rất là cảm niệm công đức của quý vị. Và bây giờ đã tốt, dần dần tốt trở lại rồi. Và ngày trong cái mùa này đó, thì cái mùa lễ giỗ tổ, có nghĩa là giỗ hòa thượng Tịnh Sự, là một cái bậc mà đã đem cái môn học Abhidhamma, có nghĩa là cái vị diệu pháp đó thì đã có từ hồi thờ của Đức Phật, nhưng mà trong cái khi mà có ở Việt Nam á, là do hòa thượng Tịnh Sự, một cái bậc trưởng lão cao tăng Thạc Đức, ngài đã qua Thái Lan ngày học. Sau khi ngài học rồi, ngài đỗ đạt thủ khoa, ngài mới trở về Việt Nam để ngài giảng dạy. Thành ra trong cái mùa giỗ tổ này, ngày hôm qua chùa Siêu Lý quận 6 đã tổ chức lễ kỷ niệm lễ quý nhật của hòa thượng lần thứ 36 tại chùa Siêu Lý quận 6. Hồi sáng hôm nay thì chùa Siêu Lý Vĩnh Long sẽ tổ chức, đang tổ chức, và trưa nay đó thì chúng tôi sẽ trở về Vĩnh Long để ngày mai dự lễ giỗ của ngài tại chùa Viên Giác do hòa thượng Giác Giớ làm trụ trì. Rồi đến chủ nhật là ngày mốt chúng tôi phải trở về chùa Vũ Đức, tại chùa Vũ Đức cũng tổ chức lễ kỷ niệm quý nhật lần thứ 36 của Đức trưởng lão hòa thượng Tịnh Sự. Do vậy công việc của chúng tôi nó cũng hơi nhiều, nhưng mà đã ba tuần lễ rồi không có lên lớp sinh hoạt quý vị, nên chúng tôi cũng như rất là nhớ. Và hôm nay thì đã đủ duyên rồi, nên chúng tôi trở lại đầu trang lớp để thuyết giảng tiếp tục cái phần vô minh. Vậy thì một lần nữa xin cảm niệm kính cảm niệm công đức của chư tăng, cảm niệm công đức của các vị Phật tử rất nhiều trong cái việc vừa rồi. Bây giờ thì chúng tôi xin thành tâm lễ bái Tam Bảo một cách tóm tắt để chúng ta đi vào bài học. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivadayami sokkhato bhagavata dhammo dhammang namassami suppatipanno bhagavato savaka sangho sanghang nammami lokassanathang varamuttamahang buddhang cha dhammanamami sanghang. Đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý tán dương của Tam Bảo, Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Phần phước phát sinh do sự tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt xin thành kính dâng đến chư tôn Đức Tăng, và xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị Phật tử. Cầu nguyện hồng ân của Tam Bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam mô Bụt Thà Giá. Dạ, bây giờ thì ngày hôm nay thì chúng ta đã trải qua cái phần bất tri ở trong khổ đế, bất tri ở trong diệt đế, bất tri và xin lỗi, bất tri ở trong khổ đế, bất tri ở trong tập đế, diệt đế và đạo đế rồi. Bây giờ chúng ta còn cái phần bất tri trong quẩn xứ giới quá khứ. Bây giờ chúng ta sẽ đi thẳng vào cái phần mà bất tri trong quẩn xứ giới quá khứ. Ở đây đó thì khi mà nói đến quẩn xứ giới là những cái danh sắc, danh sắc và sắc pháp, thì ở trong cái trường hợp này á, khi mà mình phân tích ra đó thì nó rất là khó quý vị, nó rất là khó. Nhưng mà cái sự khó này á, nó sẽ đem đến cái lý thú cho chúng ta. Thí dụ như chúng ta thấy rằng á, con người của chúng ta đó
Nếu được được kêu là con người á, là do những cái từ ngữ chế định, những cái pháp chế định mình kêu con người. Chứ thật sự ra khi mà mình học theo bản thể pháp á, thì quý vị thấy rằng á, trong cái con người này hoặc là trên cái thân và tâm của chúng ta đó, nếu mà được phân chia cái nhiều pháp á, thì chỉ có quẩn, có nghĩa là ngũ quẩn đó, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn đó, rồi rồi xứ có nghĩa là thập nhị xứ, giới có nghĩa là thập bát giới. Thì những cái điều này đó, tuy rằng nó khó, nhưng mà khi mà chúng ta mà học qua rồi đó, chúng ta học qua rồi đó, mà chúng ta chiêm nghiệm ở trên cái sự mà vận hành hoặc là trong những cái pháp hàng ngày mình thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng đó, thì lúc đó đó chúng ta sẽ thấy rất là nhiều cái lý thú ở trong cái đời sống này. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy rằng nói về nói theo cái lý pháp đó, như thế nào mà gọi là bất tri trong ngũ quẩn, trong thập nhị xứ hoặc là trong 18 giới, thì có nghĩa là đối với cái ngũ quẩn nó sanh diệt liên tục, hoặc là thập nhị xứ hoặc là thập bát giới nó sanh diệt một cách liên tục, nhưng mà hồi đó giờ chúng ta chưa từng thấy, chúng ta chưa từng biết. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy rằng đối với một cái mỗi cái bước chân của chúng ta đi đi, mỗi cái bước chân của chúng ta đi, thì khi mà chúng ta chạm đất thì nó có cái sự xúc chạm, quý vị, nó có cái sự xúc chạm. Thì khi mà mình chạm đất thì nó ở dưới cái mặt đất mình đi kinh hành, cái mặt đất thì nó thuộc về gì? Nó thuộc về cái gì quý vị? Nó thuộc về cảnh sắc, nó thuộc về cái cảnh xúc mà mình thấy được. Thành ra do đó mình nói là cảnh sắc. Vậy thì khi mà mình cảm nhận được cái mặt bề mặt mà mình tiếp xúc là nó là cứng hay là mềm, thì cái đó gọi là cái gì? Gọi là sắc quẩn, gọi là sắc quẩn. Rồi khi mà cái tâm của mình đối với cái da của bàn chân của mình khi mà nó chạm đến đó thì quý vị thấy rằng là nó biết được, nó biết được cái cảm xúc đó, hoặc là nó biết được cái cảm thọ đó, thì cái đó là gì? Thức quẩn nó mới biết được. Mà chúng ta nhớ khi mà thức quẩn mà nó đồng sanh thì trong đó nó có gì quý vị? Nó có cảm thọ nè, rồi nó có là thọ quẩn nè. Rồi khi biết được, mình biết được cái đó là cứng hay mềm thì là do có tưởng quẩn, quý vị. Vậy thì quý vị thấy một cái bước chân mình khi mà chạm đến một cái mặt đất thì chúng ta thấy rằng ở trong đó có sắc quẩn nè, có sắc quẩn nè, có thọ quẩn nè, có tưởng quẩn nè, có hành quẩn nè. Đó, thành ra nó đủ cái ngũ quẩn sanh diệt. Khi mà một cái bước chân thứ hai của chúng ta, hoặc là khi cái chân của chúng ta vừa chạm xuống rồi chúng ta nghe cái âm thanh khác, thì quý vị thấy rằng cái ngũ quẩn đó nó sanh lên rồi nó diệt đi, rồi lúc đó chúng ta mới nghe được cái âm thanh khác. Thì cái điều đó đó gọi là mà mình không biết được, mình không biết được là ngũ quẩn nó đang sanh, rồi ngũ quẩn nó đã diệt, rồi ngũ quẩn khác nó sanh lên. Trong cái trường hợp đó đó thì chúng ta không có biết được. Thành ra đó, ở đây mới nói là bất tri trong ngũ quẩn, hoặc là bất tri ở trong thập nhị xứ, hoặc là bất tri ở trong thập bát giới. Đó, do chúng ta không nhận được những cái điều này. Nhưng mà ở đây thì chúng tôi nghĩ rằng mai mốt này đó, chúng ta sẽ quay lại những cái trường hợp này, khi mà chúng ta đã học đủ cái phần thập nhị nhân duyên này, thì chúng ta sẽ quay lại cái phần này. Còn ngày hôm nay đó, thì chúng tôi chỉ cho vị nghe là đối với tóm tắt về cái điều này, như thế nào mà gọi là bất tri trong quẩn xứ giới quá khứ. Có nghĩa là cái người đó hầu hết tất cả chúng ta đó, không có biết rằng là tất cả vạn loại hữu tình ở trong cái dòng sanh tử luân hồi này đó, trong từ từ cái quá khứ, từ cái vô thủy cho đến nay, chúng ta phải trôi lăn trong các cái sanh hữu, có nghĩa là
Có nghĩa là chúng ta không có biết rằng là ở trong cái kiếp sống hiện tại chúng ta đang ở gì nè, ở trong quá khứ chúng ta có nhiều kiếp sống, chúng ta có rất là nhiều kiếp sống. Vì có những kiếp chúng ta làm vua, có những kiếp chúng ta làm thầy giáo, có những kiếp chúng ta làm quan, có những kiếp chúng ta làm cái này làm cái kia đó. Thì mình bất tri, có nghĩa là mình không tin, mình không tin vào mình có những cái hậu thân ở trong quá khứ, mình có những cái thân ở trong quá khứ, mình không có tin về cái điều đó, mà mình chỉ tin là có một cái đấng tối cao nào đó họ điều hành, họ khiến xử mình này kia đó. Thành ra hoặc là mình chấp nhận rằng có một cái thượng đế hoặc là một cái thần linh nào đó sáng tạo ra cái ngũ uẩn này, sáng tạo ra cái con người của mình đó, chứ mình không có tin rằng là do đời sống trước mình có những cái hạnh nghiệp tốt, hoặc là đời sống trước mình có những cái hạnh nghiệp xấu, thành ra bây giờ mình có cái thân như vậy, mình có cái tướng như vậy đó. Thì trong cái trường hợp đó gọi là bất tri trong quẩn xứ giới quá khứ đó. Thì nói tóm lại là chúng ta không biết là chúng ta đã có luân hồi rất là từ lâu rồi. Có nghĩa là chúng ta cứ sanh đi sanh lại, sanh đi sanh lại ở cõi này, ở cõi kia. Kiếp này chúng ta làm như vậy, cái kiếp trước đó do cái hạnh nghiệp trước đó như thế này, vân vân. Đó, thì trong cái trường hợp đó gọi là bất tri trong quẩn xứ giới. Không biết chúng tôi nói tóm tắt như vậy đó, quý vị có hiểu được cái điều này không? Quý vị có hiểu được điều này không? Có nghĩa là vậy thì gọi như thế nào là mình bất tri trong quẩn xứ giới đấy? Bất tri trong quẩn xứ giới đó có nghĩa là mình không tin, chúng ta không tin rằng chúng ta có những kiếp sống trước, chúng ta không tin rằng chúng ta có những cái kiếp sống trước đó, thì gọi là bất tri trong quẩn xứ giới quá khứ. Rồi kế tiếp á, là bất tri trong quẩn xứ giới vị lai. Thì ở đây á, là muốn nói đến rằng là mình ở đây muốn nói đến cái việc á, mà mình không tin rằng nếu mà mình chưa có thật sự đoạn trừ lậu hoặc thì các chúng sanh á, có nghĩa là tất cả chúng ta đó ở trong cái kiếp sống hiện tại này nè, phải tiếp tục sao quý vị? Phải tiếp tục tái sanh luân hồi đó, tái sanh luân hồi cũng biết là có cái quá thân, có nghĩa là mình biết là mình sẽ có cái sự tái sanh, có cái kiếp này kiếp sau nữa đó. Thì vậy thì ở trong cái bất tri quẩn xứ giới ở trong vị lai là chúng ta phải cẩn thận ngay chỗ từ ngữ, chúng ta phải cẩn thận ngay chỗ từ ngữ, có nghĩa là như thế nào quý vị? Bất tri ở trong quẩn xứ giới vị lai là chúng ta phải hiểu rằng là nếu mà chúng ta chưa thật sự đoạn tận các lậu hoặc, chúng ta chưa thật sự đoạn tận các lậu hoặc thì coi như là chúng ta sẽ có đời sống sau. Đó, bây giờ chúng tôi nói về thực tế. Tất cả chúng ta ở trong đây, trong cái lớp học này, rồi nếu như mà ngay trong kiếp sống này chúng ta chưa có đoạn trừ được lậu hoặc, chúng ta chưa có đoạn trừ được lậu hoặc, thì sao quý vị? Chúng ta có thể sau khi chúng ta mạng chung, chúng ta có thể chúng ta sanh lại làm người, hoặc là sanh làm chư thiên, hoặc có thể sanh làm cái loài bàn sanh, hoặc là sanh làm cái loài Atula, sanh làm cái loài phi nhân, hoặc là sanh xuống khổ cảnh, có nghĩa là địa ngục đó. Thì chúng ta nếu mà chúng ta chưa thật sự đoạn tận được lậu hoặc đó, bây giờ tất cả chúng ta ở trong cái lớp học này 30 năm nữa, 40 năm nữa hết tuổi thọ
Mà lúc đó chưa có đoạn trừ được lậu hoặc thì chúng ta có cái kiếp sống sau. Chúng ta có cái kiếp sống sau. Đó, thành ra đó vậy chứ quý vị biết không, có nhiều người á, người ta cũng học nhiều lắm nha quý vị. Nhưng mà người ta không có tin cái điều này. Nó khổ như vậy đó. À, có nhiều người á, người ta nhiều khi á, mà mình hỏi những cái câu, mình hỏi những cái câu đó mà nó rất là bình thường quý vị. À, hoặc là có nhiều người á, nghe những cái câu rất là bình thường mà người ta không có hỏi, người ta không có, cũng như là người ta không hiểu. Bây giờ á, sau cái kiếp sống này, mai mốt mà mình chết mình đi về đâu? À, mình chết mình đi về đâu? Đó, thì nó gọn thôi quý vị. Nó gọn thôi, nếu mà chúng ta chưa có đoạn trừ được lậu hoặc. À, chúng ta chưa có đoạn trừ được lậu hoặc thì sao quý vị? Thì sau khi chết ngạ quỷ, ba là sanh vô lòi bàn sanh, bốn là sanh vô Atula, năm là sanh lại làm người, sáu là sanh cõi trời thôi. Đó, thì chúng ta sẽ đi chu du du lịch trong sáu cái đường đó, sáu cái đường đó. Hoặc là giờ mình nói ba nẻo sáu đường cũng được. Ba nẻo là cái nẻo nhất là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Đó, còn sáu đường là chúng tôi vừa kể. Đó, thành ra khi mà chúng ta chưa có đoạn tận được, đoạn tận được lậu hoặc. Đó, thì chúng ta sẽ có mặt ở trong sáu cái đường đó. Đó, thành ra đó, như vậy thì nếu mà mình không có tin, nói tóm lại, chúng ta không có tin là sau khi chúng ta tắt thở, chúng ta sẽ có một cái kiếp sống mới, thì gọi cái người đó là bất tri trong quẩn xứ đến vị lai. Còn chúng ta không tin về cái đời sống trước thì gọi chúng ta là bất tri trong quẩn xứ giới. Đó, nó chỉ có dễ vậy thôi. Nó có chỉ có nôm na vậy, nó dễ thôi. Đó, chứ không thôi là quý vị cứ nhớ vậy. Chúng tôi nghĩ rằng là khi mà gom lại như vậy đó thì chúng ta dễ nhớ. Đó, rồi cái thứ ba là bất tri trong quẩn xứ giới quá khứ lẫn vị lai. Đó là chúng ta gom hai cái này lại nha. Đó, cái điều thứ ba đó là bất tri trong quẩn xứ giới quá khứ lẫn vị lai. Đây là một cái trường hợp, đây là một trường hợp mà rất là cực đoan, và rất là cực đoan. Có nghĩa là mình thấy rằng là chúng tôi không muốn nói là đoạn kiến, rất là cực đoan nha quý vị. Nếu mà mình rơi vào cái trường hợp này đó, mình rất là cực đoan. Tại vì á, thí dụ như á, quý vị á, không tin về cái đời sống ở kiếp trước á, thì mình cũng còn có cái sự mà dớt giác quý vị. Có nghĩa là thí dụ như giờ tôi không tin vào cái đời sống ở kiếp trước, nhưng mà tôi cũng còn dớt giác, thôi bây giờ mình cũng ráng tạo chút phước gì đó để lỡ mai mốt mà có tái sanh ở đó, nó cũng có một cái nghiệp thiện nó nương theo. Đó, thành ra đó quý vị thấy rằng á, mình không tin cái trước đây, nhưng mà mình cũng tin sau này. Đó, còn cái chúng sanh mà gọi là bất tri về quẩn xứ giới quá khứ lẫn vị lai là coi như là nó tịch luôn, hai cái đầu luôn. Những đời sống trước cũng có, mà những đời sống vị lai cũng có. Nếu mà quý vị thấy rằng không có đời sống trước, không có đời sống vị lai thì sao quý vị? Bây giờ quý vị đâu có cần, chúng ta đâu có cần mà phải ngồi tu tập như vậy. Cái đó là tà kiến nặng. Phải nói là tà kiến nặng, phải gắn cái chữ nặng vô. Ở trong Bali gọi là bú ná đó. Đó, thành ra đó, rồi có những cái chúng sanh có một cái quan kiến rất là lầm lạc, có một cái
một cái quan kiến rất là lầm lạc, có nghĩa là cái chúng sanh đó nhà sáng sớm mà đường nét cũng yếu hả vị? Sáng sớm ở Việt Nam mà đường nét cũng yếu hả? Đó, thành ra đó nha, ở đây á, bất tri về cái quẩn xứ giới là quá khứ lẫn vị lai, là có nghĩa là chúng ta coi như là hai trường hợp luôn, là không tin đời trước mà không tin đời sau nữa. Mà quý vị mà không tin đời trước, không tin đời sau á, là chúng ta chỉ có làm ác thôi. Nè, chúng ta chỉ có làm ác thôi quý vị. Đó, ở đây thì mình thấy cái trường hợp này nó rất là nguy hiểm. Nè, cái trường hợp này rất là nguy hiểm. Chúng ta mà không tin về cái đời sống trước á, chúng ta cũng còn tin ở cái đời sống vị lai. Thành ra chúng ta cũng còn một chút nó hơi dùng tay, nó hơi ngượng, nó hơi sợ đồ này kia. Đó, thành còn mà nếu mà mình không tin cái gì hết là thôi, mình chết rồi. Đó, thành ra đó, đối với bất tri về danh sắc quá khứ thì người ta cũng có thể còn tin vào cái hậu thân ở vị lai. Mà hãy mà người ta bất tri về danh sắc đó, ở vị lai đó, thì người ta cũng có thể tin vào một cái vấn đề tiền thân ở quá khứ của mình. Đó, nhưng mà một khi mà đã bất tri trong cả danh sắc quá khứ lẫn vị lai thì người ta không còn tin vào một cái vấn đề gì nữa, không còn tin vào một cái vấn đề hóa thân à, có cái đời sống sau, đời sống trước gì nữa, thì lúc đó thì sao vậy? Người ta không thể nào mà người ta làm thiện, à, không thể nào mà người ta làm thiện hết. Đó, thì nếu mà không thể nào làm thiện thì sao vậy? Thì khổ cảnh chờ đợi thôi. À, khổ cảnh chờ đợi những cái chúng sanh đó thôi. Đó, vậy thì khi mà chúng ta nghe thì chúng ta thấy là mình thấy hơi khó, nhưng mà mình chỉ tóm lại thôi. À, như thế nào là bất tri à, trong quẩn xứ giới à, quá khứ, có nghĩa là mình không tin đời trước. Như thế nào là bất tri quẩn xứ giới ở vị lai, là mình có nghĩa là cái người đó không tin vào cái đời sống tương lai, à, sau kiếp sống này mình còn kiếp sống khác. Rồi như thế nào mà được gọi là bất tri quẩn xứ giới mà quá khứ lẫn vị lai, là có nghĩa là không tin đời trước mà cũng không tin đời sau luôn, rồi thua luôn. À, đối với những chúng sanh đó là thua luôn. Đó, vậy thì quý vị nhớ không, khi mà được nhắc đến vô minh á, à, được nhắc đến vô minh có nghĩa là không biết về khổ nè, không biết về tập nè, không biết về diệt nè, không biết về đạo nè, à, khổ tập diệt đạo đó, rồi không biết về quẩn xứ giới thuộc về quá khứ, quẩn xứ giới thuộc về vị lai, không biết quẩn xứ giới là quá khứ và vị lai. Đó là coi như là chúng ta có tám vô minh á, là chúng ta có tám điều, à, chúng ta có tám điều mà nói về vô minh. Vậy thì quý vị đã làm sao rồi quý vị, à, đã biết được bảy điều rồi phải không? Quý vị đã biết được bảy điều rồi. Dạ, quý vị đã biết được bảy điều rồi. À, à, đúng rồi, à, 7 điều, bây giờ 1 điều nữa. Biết được 7 điều rồi, giờ biết được 1 điều nữa, đâu có sao. À, chúng tôi à, thật sự ra đó thì à, khi mà à, lâu nay à, gặp lại quý vị á, à, cái... À, như là giảng cái này á, thật sự ra đó quý vị biết không, à, cái tâm của chúng tôi á, nó cũng quan hỷ quá, thành ra bắt đầu là vừa đề vô là nó
nó làm ào 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 ào. Khi mà đề vô nó làm ào ào như vậy đó thì quý vị biết không, nó căng thẳng mắt. Nó căng thẳng mắt, thành ra chúng tôi phải phải từ từ lại quý vị. Chúng tôi phải từ từ lại. Kể là khi mà nhắc đến vô minh á, vô minh có nghĩa là cái gì? Vô minh á là có nghĩa là những cái điều mà mình cần biết mà mình không biết. Vô minh, những cái điều mà mình cần biết mà mình lại không biết. Mà cái điều cần biết đó là cái điều gì? Mình biết về khổ là có thật nè, khổ nè, rồi tập nè, nhà khổ nè, rồi tập nè, rồi diệt nè, rồi đạo nè. Đó, vị nào có rảnh rảnh thì Hồng Thị Kim Nhung rảnh rảnh thì đánh lên cho đánh lên cho các vị người ta đọc đó. Dạ không có bị cao huyết áp đâu. Dạ. Nhưng mà mai mốt bây giờ chúng tôi có cái máy đo đường rồi. Mỗi sáng sáng nào cũng đo đường hết á. Hồi sáng này mới đo là 100 108. 108 là đúng 6 chấm luôn đó. Dạ, đúng 6 chấm luôn. Chắc mai mốt mua thêm cái máy đo huyết áp. Hồng Thị Kim Nhung, nhà Hồng Thị Kim Nhung đánh lên đi. Có nghĩa là không biết, mình khỏi dùng bất tri đi. Bất tri nó còn nhiều cái hán Việt quá, thành ra nó sẽ làm cho mình hơi rối một tí xíu. Mình không biết về khổ nè, không biết về tập nè, không biết về khổ đế, không biết tập đế, rồi không biết diệt đế, không biết đạo đế, không biết về quẩn xứ giới. Có nghĩa là không tin về đời trước, không tin về đời sau. Đó, không tin cả hai đời trước và sau. Đó thì gọi là, đó là gọi là vô minh đó. Vô minh đó, mình không biết về những cái vấn đề đó thì gọi là vô minh. Bây giờ á, nó còn cái và nó còn một cái chi phần thứ 8 nữa, là mình bất đi về cái mình không biết về cái tiến trình sinh diễn, cái tiến trình mà nó hình thành của danh sắc theo cái mô thức mà nhân quả, nhân quả của cái duyên sinh này. Nó có nghĩa là nói chung là mình không biết cái diễn tiến mà nó hình thành đời sống này đời sống sau. Đó thì cái này là cái thứ 8. Có nghĩa là mình bất tri về cái tiến trình sinh diễn của đời này đời sau, liên quan tương sinh. Đúng rồi, bất tri về liên quan tương sinh đó, hoặc là bất tri về cái nguyên lý duyên sinh, cái nguyên lý đó, cái tiến trình nó, cái tiến trình để mà nó, cái nguyên lý, cái tiến trình để mà nó hình thành đời sống này đời, rồi đời sống này rồi nó có những cái hành động nào nó cho cái đời sống sau. Đó, mình bất tri ở cái đó đó quý vị. Đó thì cũng như á, chúng ta thấy rằng á, mình gọi là mình bất tri về cái nguyên lý tương sinh đó là như thế nào. Mình không biết cái tiến trình sinh diễn của đời này đời sau, đó nó liên quan tương sinh, nguyên lý tương sinh đó. Đúng rồi, chúng tôi có nhiều khi hồi đó học ở trong sách dùng Hán Việt nhiều quá, thành ra nhiều cái nó cũng rất là nhức đầu quý vị. Có nghĩa là bây giờ chúng tôi giống như quý vị thấy rằng người ta có những cái câu đố như nè, người ta có những cái câu đố nè, người ta vẽ lên cái trứng gà, cái vẽ lên cái con gà, cái người ta vẽ lên cái trứng gà, cái người ta vẽ lên cái con gà, cái người ta đố quý vị là trứng gà có trước hay là con gà có trước. Đó thì quý vị mà cứ theo đó mà quý vị suy nghĩ hoài là chết. Đó bây giờ thí dụ như giờ trứng chúng tôi để cái chữ TR đi, rồi con gà là chúng tôi để cái chữ G đi. Đó, cái TR đó chữ G đó, rồi TR chữ G đó, TR rồi chữ G đó. Cái này là ngoại đạo nó ưa sử dụng với quý vị lắm, nó làm mờ mắt quý vị.
có nghĩa là nó vẽ lên ha, họ vẽ lên cái trứng gà, cái con gà, cái trứng gà, cái con gà, cái trứng gà, cái con gà. Họ hỏi quý vị con gà có trước hay là cái trứng gà có trước. Quý vị mà không biết cái cách tháo gỡ á, là coi như là mình sẽ chết với họ. À, mình nói đường nào, tại vì cái pháp của họ là cái pháp trường uống, à, nó giống như con lươn vậy đó. Hãy quý vị trả lời cái này á, thì quý vị nói cái trứng có trước á, thì họ nói con gà có trước. Mà hãy quý vị mà nói con gà có trước á, là người ta sẽ nói cái trứng có trước. Đó, quý vị còn nghe không? Còn nghe âm thanh của chúng tôi không? Cái này gọi á, là những cái già, những cái trường uống của con lươn. À, cái trường uống của con lươn. Thành ra khi mà quý vị gặp những cái trường hợp này thì quý vị phải lấy cái tay quý vị chặn lại. Bây giờ anh muốn hỏi tôi là ngay chỗ này không, ngay chỗ con gà này không, mà anh hỏi tôi ngay chỗ con gà này không, rồi vậy thì cái trứng có trước con gà đó. Còn bây giờ anh không muốn hỏi tôi ngay chỗ cái trứng này không, rồi vậy thì con gà có trước cái trứng đó. Quý vị phải chặn lại liền, à, quý vị phải chặn lại ngay chỗ đó liền. Chứ đừng có suy nghĩ coi ở đây lập luận như thế nào. Không, mình không cần suy nghĩ. À, cái này là chúng ta không có cần suy nghĩ. À, chúng ta lấy cái tay chúng ta chặn lại. Bây giờ anh muốn hỏi tôi ngay con gà này phải không? Rồi tôi nói cái trứng có trước con gà. Đó. Giờ anh muốn hỏi tôi cái trứng phải không? Rồi cái trứng này phải không? Rồi con gà có trước cái trứng. Đó. Thì quý vị nhớ, à, mình học mình cái vi diệu pháp này á, là thật sự ra nó làm cho cái trí mình nó nhạy quý vị. À, cái trí của mình nó sẽ nhạy. Và mình sẽ bị cái mình giống như là mình chích ngừa cái chất miễn nhiễm đó. À, có nghĩa là mình không có bị nhiễm về những cái luận điệu trường uống. Thấy cái nào ra cái đó. À, mình chích vô cái chất miễn nhiễm rồi. Miễn nhiễm với tà kiến. Đó, khi mà mình có học cái này là mình miễn nhiễm với tà kiến. Đó, vậy thì bây giờ á, mình bất tri về cái tiến trình sinh diễn của đời này đời sau á, có nghĩa là như thế nào. Bây giờ chúng ta nói về cái cuộc đời này của chúng ta. À, cái cuộc đời này của chúng ta. Vậy thì cái cuộc đời này của chúng ta đó là coi như là ở đâu mà chúng ta nó những cái nguyên tố gì mà nó tạo ra cái cuộc đời này quý vị, những cái nguyên tố nào nó tạo ra cái cuộc đời này, nó do vô minh nè, là do những cái hành động nè, rồi nó hiệp trợ với ái nè, với thủ nè, với nghiệp thủ nè. Đó, bây giờ Hồng Thị Kim Nhung đánh giùm chúng tôi đi, nè, đánh giùm chúng tôi đi. Vô minh hành ái thủ nghiệp hữu. Đó, đánh giùm chúng tôi đi. Đánh giùm chúng tôi đi, chúng tôi giảng cái chỗ này. À, vô minh hành ái thủ nghiệp hữu đó. Dạ, cảm ơn Trần Nguyễn rất nhiều. Đó, thì bây giờ nè quý vị thấy á, mình có bây giờ chúng ta có cái thân ở đây. À, chúng ta bây giờ là chúng ta có cái thân ở đây. Thí dụ như đối với cái thân của chúng tôi đi, đó là do ở trong quá khứ mình bị chi phối của vô minh, à, rồi của những cái hành động, à, rồi những cái sự tham ái, rồi những cái sự chấp thủ, rồi mình mới có những cái, à, những cái nghiệp để mà mình, cái nghiệp hữu là những cái nghiệp để mình tái sanh. Thành ra mình có mặt ở trong cái cuộc đời này. Đó, cũng như chúng tôi kể cho quý vị nghe cái câu chuyện mà các ngài đã phân tích ra. Đối với tiền thân của bà Quý Sa Kha, à, đối với tiền thân của bà Quý Sa Kha, thì cái bà Quý Sa Kha đó quý vị biết á, là ở trong quá khứ đó, à, khi mà bà đến bà nghe, à, Đức Phật ở quá khứ thuyết pháp. Sau khi Đức Phật quá khứ thuyết pháp, Đức Phật thuyết pháp xong á, Đức Phật mới chỉ nó cái người mà đang ngồi phía trước như vậy đó,
đây là một cái tín nữ đệ nhất về bố thí, đệ nhất về niềm tin trong hàng tín nữ. Thành ra lúc đó tiền thân của bà Quý Sa Kha đó, bà thấy cái người tín nữ đó, bà ao ước trong tương lai bà cũng sẽ trở, do những cái thiện nghiệp bà làm đó, trong tương lai bà cũng trở thành một tín nữ giàu về niềm tin, giàu về cái sự bố thí đó. Thì lúc đó Đức Phật mới phân tích ra đó, đối với các vị tỳ kheo đó, khi mà nghe Đức Phật thuyết giảng, Đức Phật chỉ cái nó, thì các vị tỳ kheo khi mà nghe về cái người tín nữ đó, nhưng mà vừa nghe xong thì tâm thức của các vị đó cũng trở về danh và sắc, chứ không có nghe là cái tên của cái người đó, không có nhận, cũng như là mình không có nhận cái pháp giới định, quý vị. Khi mà mình nghe như vậy, mình biết vậy rồi, nhưng mà tâm tư của mình nó trở về chân đế liền đó. Thí dụ như bây giờ đó, mình nghe thí dụ như là kiều nữ đi, mình nghe cho họ kiều nữ đẹp, nghe tên đẹp quá, như là nghe cái tên nó thấy dễ thương quá, thì đó là mình bắt toàn là pháp gì quý vị, pháp chế định, pháp chế định thôi đó. Còn ví dụ như cái người đó mà người ta vừa nghe cái tên kiều nữ đi, thì người ta nghĩ rằng là cái đó là chỉ danh xưng chế định rồi thôi, rồi người ta quay về với danh pháp và sắc pháp. Thì cái trong cái trường hợp đó đó, thì không phải là bị vô minh che án, không có bị vô minh che án. Vậy thì đối với cái trường hợp đó, mà thí dụ như là khi mà chúng ta cái nghe tán dương cái bà đó là bà Visakha, thành ra tất cả các vị tỳ khu đó, khi mà nghe, các vị chỉ lấy cái đó làm ngũ uẩn, lấy cái đó làm danh sắc mà để mà tu tập thôi. Còn đối với người tín nữ này thì do người ta cứ nghe và biết đó là bà Kha, thành ra trong cái trường hợp đó gọi là bị vô minh nó che án lại, nó không cho mình bắt được cái pháp chân đế, không có cho mình bắt được cái pháp thực tính đó. Như vậy đó gọi là vô minh, như vậy gọi là vô minh. Rồi hành có nghĩa là như thế nào quý vị? Lúc đó mình nghe Đức Phật tán thán cái vị đó là đệ nhất về hàng trong hàng tín nữ về cái niềm tin đó, thì lúc đó là mình thích quý vị, mình nghe vậy mình thích, tôi nghe vậy tôi thích, tôi cũng ước mơ đời trong một đời sống tôi sẽ là đệ nhất về niềm tin. Thì lúc đó là mình có cái sự ái tham, ái tham, rồi mình mới có những cái hành động, mình mới có những cái hành động thiện hoặc là bất thiện, mà trong cái trường hợp này những cái hành động thiện đó, rồi những cái hành động này mà với cái sự tham ái nó được lặp đi lặp lại nhiều lần, thành ra nó trở thành thủ, nó sẽ trở thành thủ, rồi nó mới cho cái kết quả ở trong tương lai, là mình được sanh lại làm người hay là sanh làm chư thiên gì đó, thì như vậy gọi là nghiệp hữu đó. Thành ra mỗi khi mà chúng ta làm một cái việc gì ở trong cái cuộc đời này đó, là nó có cái gì, nó có vô minh nó có ái nó có thủ rồi nó có những cái hành động của nghiệp rồi nó sẽ có nghiệp hữu có nghiệp hữu nữa đó. Bây giờ thí dụ như giờ quý vị thấy rằng giờ mình thấy những cái ca vô tình đi, mình đi ở trên một cái chuyến xe lam chiều đi, mình đi trên một cái chuyến xe lam chiều hoặc là mình đi trên một cái chiếc du thuyền gì đó, mình nghe về một cái bài ca nào đó, thì mình cũng có nhiều khi cái tâm tư mình nó phóng dật, quý vị, nó cũng nghĩ đời sau nếu mà mình có sanh lại làm người thì mình cũng có cái giọng hát hoặc là cái giọng nói phải nói là nó truyền cảm gì không đó. Thì lúc đó thì là coi như là chúng ta bị cái gì, chúng ta bị vô minh, bị tham ái, bị cái sự chấp thủ, bị cái sự hành động, rồi bị có những cái nghiệp hữu đó, thì nó sẽ tạo ra cái đời sống sau nữa, nó tạo ra cái đời sống sau nữa quý vị.
Thì ngay cái thân của chúng ta trong hiện tại này, là tại sao chúng ta có cái thân này, là cũng do vô minh hành ái thủ nghiệp thủ là ở trong quá khứ nó đã tạo cái thân này đó. Nhưng mà chúng ta không có biết, là chúng ta không có biết cái tiến trình, là cái tiến trình nó như vậy. Thành ra mỗi ngày mà chúng ta sống là như thế nào thì nó sẽ cho chúng ta cái kết quả ở trong tương lai như vậy, là nó sẽ cho chúng ta cái kết quả trong tương lai như vậy đó. Thì cái vô minh hành ái thủ nghiệp thủ này thì nó tạo ra cho chúng ta cái gì? Thức nè, danh sắc nè, lục nhập nè, xúc nè, thọ nè, có mặt ở trong đời này. À, có mặt ở trong đời này. Đó, có nghĩa là cái thân danh pháp, sắc pháp này nè, nè cái ngũ uẩn này nè. Đó, vậy thì vô minh hành ái thủ nghiệp thủ của đời trước nó tác động cho đời này, nó tạo ra thức nè, rồi danh sắc nè, lục nhập nè, xúc nè, thọ nè. Đó, những gì mà chúng ta kêu là người nam, người nữ ở trong cuộc đời này đó, thì nó cũng nằm trong cái gì? Nó nằm trong thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ thôi. Đó. Đúng rồi, đó rồi. Vậy thì mấy cái anh chàng này ở trong cái đời này á, thì nó tiếp tục nữa quý vị, là nó tiếp tục nữa. Mình nhìn một cái cuộc sống của ai đó mình thích thú, và mình nhìn một cái kiếp sống của ai đó mình thích thú, hoặc là mình nhìn một cái cảnh gì đó, là một cái cảnh gì đó mình nghe một cái âm thanh gì đó, mình ngửi một cái mùi đó, nói chung là mình có cái sự xúc cảm ở trong cái cuộc đời này. Rồi tự nhiên mình thấy có cái sự thích thú, à, cái bắt đầu nó tạo ra lúc đó là nó thích thú là ái nè. Rồi cái sự thích đó của mình nó được lặp đi lặp lại, à, thì nó trở thành thủ nè. Rồi chúng ta mới có những cái, những cái nghiệp thủ với những cái hành động mà để mà tạo ra thiện pháp hoặc là bất thiện pháp đó. Rồi do vô minh nó che án, thành ra nó tiếp tục nó tạo ra thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ đời sau nữa. Đó, thì mình không hiểu được cái tiến trình này, à, mình không hiểu được cái tiến trình cái diễn biến này, thành ra gọi là mình bất tri ở trong đó, à, gọi là mình bất tri ở trong đó quý vị. Đó, thì đối với những cái thật sự ra đó, nó có cái lý do. À, nó có lý do để mà mình bất tri ở trong những cái vấn đề này, à, có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là có những người người ta nói thôi tôi không có tin về Phật pháp gì hết, tôi hỏi bây giờ tại sao mà tôi có mặt ở trong cái cuộc đời này đó, thì là tại vì có cha có mẹ tôi, cha mẹ tôi đẻ tôi ra, à, đó, thành ra nó có vấn đề. À, có nghĩa là nó có một cái chỗ nào đó để mà mình dựa vô. Ví dụ như hồi trước mình chưa học Phật pháp đi, mình chưa học Phật pháp đi, mình nói thôi hỏi làm chi cho nhiều mệt quá, thì tại vì tôi có cha có mẹ, cha mẹ tôi đẻ tôi ra thôi đó, cha mẹ tôi đẻ tôi ra thì tôi có mặt ở trong cuộc đời này thôi. Thì cái đó nó là một cái phần trợ duyên, một cái phần trợ duyên. Nhưng mà nói về cái danh sắc lục nhập, có nghĩa là nói về những cái giác quan của chúng ta, à, những cái mắt tai mũi lưỡi thân, mắt tai mũi lưỡi thân, rồi nước da, rồi tính nam tính nữ đồ này kia, là do những cái hạnh nghiệp ở trong quá khứ của mình, à, những cái hạnh nghiệp ở trong quá khứ của mình đó. Thành ra đó, chúng ta học để chúng ta hiểu được cái điều này đó. Còn đối với những người mà người ta không có học á, chuyện đó là nói ông mệt quá, cái này là do cha mẹ tôi đẻ tôi ra chứ có gì đâu phải học nhiều, phải nói nhiều đó. Rồi còn có những người thì không có, tôi nghe ông bà tôi nói là do một cái thần linh, cha sanh bà độ gì đó, thành ra tôi có mặt ở trên đời này. Hoặc là những người khác thì ở những cái đạo giáo khác thì người ta nói là do Thượng Đế tạo ra, mai mốt là tôi hết kiếp sống này tôi trở về với Thượng Đế
đó, thành ra coi như là mình bị án ngữ rồi, à, mình bị đó, coi như là những chúng sanh phàm phu, một thì vướng vào đó, một thì vướng vào là cho rằng là cha mẹ, à, tại do đẹp thì do cha mẹ mình tạo ra, mà hãy mà xấu thì là tại cha mẹ mình tạo ra đó. Rồi chúng sanh nữa nó thì coi như là nghĩ rằng là do một thần linh thượng đế nào tạo mình ra, chứ không có nghĩ rằng là tại vì hằng ngày chúng ta có cái sự ái thủ, hay là chúng ta có cái sự sân hận nè, rồi á, rồi ta chấp thủ nè, rồi chúng ta tạo những cái nghiệp này nè, mà do dập cái sự vô minh, à, nên chúng ta có mặt ở trong kiếp sống này, kiếp sống sau. Đó, thì chúng ta học để chúng ta biết được cái điều này, thì biết được một lần một chút như vậy đó, thì từ từ chúng ta, một lúc nào đó, chúng tôi bảo đảm quý vị, à, nó sẽ nhả bớt ra những cái chất mà mình chấp thủ. À, một lúc nào đó chúng ta sẽ nhả bớt ra được. Đó, thành ra đó, còn nếu mà mình không gặp được cái môn này đó, không có cái môn nào mà phân tích cho quý vị nghe được. À, không có cái môn nào mà ngoài cái môn này hết. Mà khi mà quý vị á, thật sự ra đến khi mà mình đắc đạo quả đó, thì mình phải biết được cái nền tảng này. Mình biết được cái nền tảng này á, thì mình mới đắc được đạo quả. Mà nếu mà mình không biết được cái nền tảng này á, thì không có khả năng. À, không có cái khả năng để đắc đạo quả. Đó, đó thành ra đó, à, quý vị thấy rằng rất là quan trọng. À, rất là quan trọng. Vậy thì á, tóm lại, một số à, chúng sanh á, thì à, bị à, vô minh che án, à, một số chúng sanh bị vô minh che án, nên không biết cái điều nào là thiện, cái nào là bất thiện. Đó, thành ra mới sẵn sàng à, làm theo những gì mình thích. Đó, chúng ta cái này chúng tôi kết lại giùm quý vị nè. Đó, một số chúng sanh à, bị vô minh che án, à, nên không biết đâu là thiện, đâu là bất thiện, nên sẵn sàng làm theo những gì mình thích, à, làm theo những gì mình thích, à, muốn chữ ai chữ, muốn làm gì ai làm, rồi muốn hiền với ai hiền, muốn thương ai thương. Đó, mình làm theo cái ý thích, à, làm theo ý thích của họ, à, chứ không phải họ nghĩ rằng à, thôi, à, chữ người ta mình mang tội đó, mình chữ người ta mình mang nghiệp đó, mình nói nặng người ta đau khổ rồi mình mang nghiệp. Đó, do vô minh che án, thành ra làm theo những gì à, mà mình thích à. Đó, mình vô minh nó che án, mình không có biết cái này là thiện, cái này là bất thiện gì đó. Họ không có biết thiện, bất thiện gì đó, à, chẳng qua là họ họ làm theo cái ý thức của họ thôi. Họ thích thì họ, họ còn họ không thích đó thì là coi như là họ chửi mình thôi. Đó, nó là do à, vô minh che án. Rồi, à, một số chúng sanh á, à, thì tuy là cũng bị vô minh nó che án, à, nhưng mà còn phân biệt được đây là thiện nè, à, đây là bất thiện nè. Đó, thành ra người ta coi như là người ta đầu tư, à, người ta sẽ làm những cái việc, à, người ta sẽ tạo những cái việc công đức theo cái khả năng của người ta. Có nghĩa là những cái chúng sanh này á, nó cũng còn vô minh che, à, cũng bị vô minh nó chi phối, nó che án, nhưng mà cũng phân biệt được, à, cái này là ác nè, à, cái này là thiện nè. Thành ra họ làm cái công đức, à, tùy theo cái khả năng của, à, của họ. À, tùy theo cái khả năng của họ thì cái này cũng được đi, à, cái này cũng còn được đi, lỡ mình ra đường mà mình gặp cái chúng sanh này thì nó cũng có cái phần trăm hơn, có phần trăm hơn là mình không có bị cái sự nguy hiểm, à, không có bị cái sự nguy hiểm. Còn cái chúng sanh mà đầu tiên á, cái chúng sanh mà đầu tiên á là mình ra mình gặp mình sợ lắm nha quý vị,
không biết là họ muốn làm gì mình, họ làm họ vui thì mình thoát, mà còn thể mà họ buồn là mình khổ á. Gì sao? Hùng Phước cho anh lễ dỗ hòa thượng ha. Nhiêu vậy? 2,3 triệu. 2 triệu. 2,3 triệu ha. Rồi. Đó, thành ra mình đó là hai cái nha. Rồi cái trường hợp thứ ba đó, cái trường hợp thứ ba là có nghĩa là vô minh mà còn dư sót lại thôi, còn dư sót lại thôi, là có nghĩa là nói về ai quý vị? Nói về những bậc thánh hữu học, những thánh nhân hữu học, hoặc là những bậc thánh hữu học đó, thì chỉ còn lại một chút vô minh thôi. Chỉ còn lại một chút vô minh thôi nha. Một những cái vị thánh hữu học còn vô minh không? Còn, nhưng mà còn lại một chút thôi. Chút vô minh này đó là không, vô minh này không có dẫn đi khổ cảnh được đâu, nó chỉ còn một chút dư sót là thôi đó. Đó thì đây là những cái bậc thánh hữu học. Rồi chỉ có một cái bậc chúng sanh mà duy nhất là không còn vô minh là ai? A La Hán, đúng rồi, thánh tứ quả A La Hán, đoạn tận. Rồi vậy thì chúng ta gom lại, chúng ta biết chúng ta còn vô minh không? Chúng ta còn vô minh không quý vị? Còn, chúng ta còn vô minh. Chúng ta giống như là trong cái phim gì đó quý vị, cái vị mà coi như là cái vị gì mà dùng nhất kim chỉ á, có lúc dùng nhất kim chỉ phát huy ra được cái nhất kim chỉ á, có lúc chỉ nó không có phát ra được cái gì hết á. Đó có nghĩa là chúng ta là nằm trong đó đó, chúng ta còn nằm ở trong đó đó quý vị. Đó, chúng ta là, coi như là đoạn dự đó đó. Có lúc là dùng được nhất kim chỉ, có lúc là dùng không được đó. Đó thành ra chúng ta là giống như nhất, thì nếu mà chúng ta mà đang học, chúng ta đang tu tập đó, thật sự là chúng ta biết cái đó là bất thiện nha. Nó sân, chúng ta đang học chúng ta biết mình sân là nó xấu lắm nha, sân là nó kỳ lắm nha. Mới đầu là coi như là mình tôi với bạn rồi nha, một lát là bực bực lên là mày với tao luôn nha, là nó kỳ lắm đó. Thành ra cái lúc mà mình tu á thì nó còn kiềm chế được quý vị, còn bây giờ mà mình theo cái pháp đời á, theo cái thế gian đó, là chúng ta dễ bị sân lên lắm, dễ bị nóng lên lắm đó. Hoặc là chúng ta mà thí dụ như là chúng ta coi những cái cuộc sống xa hoa rồi đó, thì coi như là chúng ta sẽ mình cũng dễ bị đắm nhiễm, dễ bị đắm nhiễm. Thành ra đó, chúng ta thấy rằng đó, cái nhân mà mình phát triển được tâm thiện đó, là mình ở cái môi trường thích hợp, với ra mình gần với những cái người thích hợp, cái tâm lý và cái thiện pháp mình đó, nó dễ phát triển. Khi mà mình có chú xứ, có cái môi trường nó như vậy đó. Vậy thì chúng ta đã học xong cái phần vô minh rồi. Tám vô minh đó là những cái điều mà cần biết mà mình không biết, những cái điều mà mình không cần biết thì mình lại biết đó quý vị. Về quý vị so lại đi, quý vị nằm, nhiều khi quý vị nằm quý vị coi đi, quý vị thấy rằng chỉ có Phật giáo nguyên thủy này mới chỉ ra những cái điều mà cần biết để mà mình học. Còn đối với quý vị coi những cái đạo kia đó, những cái đạo khác đó, quý vị mới thấy, quý vị thấy rõ ràng là coi như là người ta dạy mình cái gì trong này. Không có cái đạo nào mà dạy về danh pháp, sắc pháp đó. Chúng tôi bảo đảm phải nói rằng chỉ có cái Phật giáo nguyên thủy nè, những cái ba ly tạng nè, những cái ba ly tạng nè, rồi các ngài phiên dịch ra, ngài dịch ra tiếng Việt cho mình học ngày hôm nay, thì mới có cái pháp môn thiền quán, mới có cái
cái nói về cái danh pháp sắc pháp, mà nói về những cái nguyên nhân này để mà mình từ từ mình giảm được quý vị. Còn ngoài ra quý vị đi tìm, chúng tôi cho luôn là đạo Phật luôn, mà đạo Phật mà đạo Phật khác, mà ngoài đạo Phật nguyên thủy, quý vị tìm không có ra những cái điều này, không ra những cái giáo lý này đâu. Đó, rồi bây giờ chúng ta học về cái vô minh này, những cái điều cần biết mà mình không biết, những cái điều cần biết là cái gì? Đó là khổ tập nhiệt đạo, rồi quẩn xứ giới, quá khứ vị lai, rồi quá khứ lẫn vị lai, rồi cái tiến trình mà hình thành cái quẩn xứ giới này. Đó là những cái điều này chúng ta nên biết mà chúng ta lại không biết, thành ra gọi chúng ta vô minh. Vậy mai mốt mà ai mà nói mình vô minh có buồn không? Không có buồn, không có buồn quý vị. Vô minh nó chán. Đó, hai trường hợp. Hai trường hợp là bị vô minh. Đó là trường hợp thứ ba, là còn chút xíu vô minh là bậc thánh hữu học. Trường hợp thứ tư là hết, hết vô minh luôn, không có vô minh, là đối với vị A-la-hán. Thành ra người ta nói mình vô minh quá đi. Thôi kệ kệ người ta, không sao, không có sao hết. Rồi, vậy thì chúng tôi hôm nay chúng tôi có công việc ở chùa. Hôm nay chúng tôi có công việc ở chùa nên bây giờ chúng tôi phải ngưng rồi, phải nói lên những lời chia tay với các vị rồi. Bây giờ với cái phần phước này, xin thành tâm mà dâng đến chư tôn đức tăng, và xin chia đều đến quý cô tu nữ cùng với các vị Phật tử. Mong quý ngài quý vị được an vui mà tấn hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Và cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên vua trời đế thích, chư thiên tứ đại thiên vương, các vị chư thiên ngự xung quanh chỗ ngủ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị, luôn cả các vị long vương, cả các bà ngã quỷ Atula, những chúng sanh già so, những chúng sanh phước mặt phước mài, chư thiên chúa nhân dương, chư vị thầy tổ đã quá giảng nhiều đời nhiều kiếp hoặc trong hiện tại này, mong các ngài hưởng được phước này để được an lạc lâu dài. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và con Nguyên Như xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư phụ Pháp Tính đã giảng cái bài học 12 nhân duyên về cái phần bất tri về lý duyên sinh của ngày hôm nay. Dạ trước khi con thỉnh sư Nguyên Thông chúc phúc cho đạo tràng, Nguyên Như xin kính thông báo với chư vị là lớp học vi dược pháp ngày mai của thầy Kinh Milanda chúng ta sẽ không có học, vì nhóm Nguyên Như kỳ viên đã cùng với nhau đi thiền ở trong một cái ngôi chùa mà do sư Quân Lý đã dẫn đi, thì nhóm sẽ tu trong 3 ngày, thành ra đã xin thầy Kinh cho nghỉ một cái buổi để mà đi tu thiền, chi phước hết cho tất cả quý vị nha, sa thú. Và bây giờ thời gian con thấy cũng vừa phải lẽ, con xin kính thỉnh sư Nguyên Thông có thể thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay bạch sư. Và con xin dâng mít lại cho sư ạ. Vavatu sabba mangalam ratkang tu sabba devata sabba buddha nufave nasada sothi pavantu te pavatu sabba mangalam ratkang tu sabba devata sabba dhamma nufave nasada sothi pavantu te pavatu sabba mangalam ratkang tu sabba devata sabba sankha nufave nasada sothi. Phà văn tu tê, tất cả phước báu hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng. Các sự thánh lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú sa thú sa thú. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Nguyên Thông đã chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng sau khi nghe pháp ạ.
Dạ đề quá ta san ti quy hà ra quá si ni thủ bề kha rê bồ thi kha rê ta hình ta hình ta tham ma đa ni na pha quan tu pu chi ta so thân ca ron tê tha quy hà ra măng đà lê thế ra cha mắn cha na wa ca cha phình kha vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha de sa ni ga ma cha y sa ra sam ba na phu ta su khi ta pha quan tu tê cha la bu cha ye bi cha an da sam pha wa san se da cha ta tha vô pa pa ti ca ni cha ni căn tham ma hòa răng pa tình cha tê sam bê bi đúng kha sa ca ron tu sang kha yang tha tu chỉ răng sa tăng thầm mô thầm mắn tha ra cha bùng ga la sang khô hô tu sa mắc gô wa an tha ya cha hi ta ya cha âm hê răng kha tu sanh thầm mô sam bê bi thầm ma cha ri no vua thân sam ba bù này ya ma thầm ma ri yam ba quê đệ tê y đằng nô nhá ti năng hô tu su khi ta hoàn tu na ta du y đằng nô nhá ti năng hô tu su khi ta hoàn tu na ta du y đằng nô nhá ti năng hô tu su khi ta hoàn tu na ta du y đằng quá tám mê buồn nhằn à xá quắc khá già quá hằng hồ thú á nà gá tề cà lề. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch nằm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Và Nguyên Như xin kính mời Phật tử trở lại Rung Nguyên Như Kỳ Viên vào tối thứ hai ở bên Mỹ cũng như là sáng thứ ba ở bên Việt Nam, chúng ta lại học được những bài kinh ngạc quỷ sự với sư Pháp Thanh. Và Nguyên Như xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.